Chào quý vị nha. Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Hai chồng nhà. Anh tự sướng luôn. Ngày nào cũng kỷ niệm ngày cưới. Sướng ngày cưới nhà em cưới rồi. Là đúng. Là có người khác hả? Kỷ niệm 10 năm ngày cưới rồi làm sao có người khác được? Tại tự nhiên chồng có ba có người khác. Đây là kỷ niệm của ngày cưới nha. Đây là đậu đỏ các bạn ạ. Ồ, đậu đỏ nha, uống vô là uống một tí xay luôn. Mà vừa rồi nha. Hôm nay này dạ, em muốn uống Tu Hại 1 kg chỉ có 6 con thôi quý vị. Ký 6-7 con thôi. Nhưng mà chỉ còn giảm giá còn có ở Metro giảm giá còn có 199.000 thôi. Quá rẻ luôn, thường ngày là 400 mấy. Đây quý vị thấy không? Đó. Đã không? Quá ngon luôn mà quý vị ăn nữa. Cái này là hủ tạc hủ tiêu. Hủ tiêu cộng với miếng chanh luôn. Quá ngon. Ngon quá vậy. Quá quá ngon. Cục vàng á. Quý khách có ăn thêm gì nữa không? Trời ơi, mùi gà quá.
tim xả. Có miếng bột mì nữa. Nhạc cưới đèn 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 đèn. Mời quý vị nha. Đi sẽ đi liền hoa. Thôi thôi đừng lum la nó không bắt mình rồi. Còn việc vậy năm ngày cưới. Mười mấy năm rồi còn mười năm ta. Mấy năm là yêu còn ngày cưới. Yêu là mười mấy năm. Không biết không? Yêu là mười mấy năm nhưng mà cưới là mới mười năm nay. Chưa yêu yêu chơi nhưng mà cưới là cưới thiệt. Nghe qua chạy luôn cái nhớ gì. Vui quá nè. Ủa, nó quá gì vậy? Hay quá, anh lên bỏ một tờ vui quá. Chấm hết thôi. Một ký chỉ có 6 con cái gì. Tính ra một con một lạng rưỡi. Quá bự, quá ngon, quá đẹp. Thấy chưa? Sao? Cái mùa này quý vị ai ăn thì tranh thủ nha. Biết đi đi qua đây nó là ngọt. Ăn nhiều tình tứ quá. Rồi cũng cái. Chưa. Có xong ba thì đủ rồi. Phải lột cái đầu ra như cái gì? Lột đầu ra. Cái con này vô nhà hàng hơi đắt nha. Nhà hàng cũng lần 5-7 trăm. Cái nhà nhớ nha, một ký chỉ còn có 6 con thôi. Ký 6 con. Ngọt của ốc mà mạnh.
vô. Mời cộng con nữa đó. Mời cả nhà nha. Mời quý vị nha. Đâu quý vị ơi. Chỉ có 200 ngàn quý vị ơi. Thêm chai bộ đỏ nữa. 199 ngàn ký. Ký 1 ký 6 con. Mày 8 con. Mượn con nữa. Ok, bắt đầu. Ghê chưa? 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 Ghê chưa?
Người mẫu chuối bắt đầu xuất hiện. Người mẫu hai trái chuối. Đây mời các bạn. Đây bây giờ là chuối nằm ở miền nào ta? Được cái loại chuối. Chuối, bắt cái chuối. Mr. Chuối. Cái gì thấy không? Ở nhà có con gái vui lắm. Quậy. Oh my god.